thưa quý vị mới đây bộ công an đã có đề xuất bổ sung hàng loạt điểm mới quan trọng về căn cước công dân trong đó đáng chú ý là bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin vào thẻ căn cước công dân như sổ bảo hiểm xã hội giấy phép lái xe bằng đại học giấy khai sinh về các hành vi nghiêm cấm, dự thảo luật căn cước chỉnh lý, bổ sung nội dung nghiêm cấm mua, bán, trao đổi, chia sẻ, chiếm đoạt sử dụng trái phép thông tin dữ liệu trong cơ sở quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước cho phù hợp với định hướng quản lý căn cước công dân tại dự thảo luật. Về thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thu thập, cập nhật thông tin và quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự thảo luật quy định theo hướng mở rộng, tích hợp thêm nhiều thông tin khác của công dân và người gốc Việt Nam là người không quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam, người gốc Việt Nam trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Về nội dung, thể hiện trên thẻ căn cước công dân, dự thảo luật sửa đổi bổ sung theo hướng lược bỏ vân tay, sửa đổi thông tin số thẻ căn cước công dân, quê quán, nơi thường trú, chữ ký của người cấp thẻ tại luật căn cước công dân hiện hành thành số định danh cá nhân, nơi đăng ký khai sinh, nơi cư trú và dòng chữ, nơi cấp bộ công an để phù hợp với các nội dung khác về tích hợp thông tin vào thẻ căn cước công dân dự thảo luật bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin có tính ổn định được sử dụng thường xuyên của công dân ngoài thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân vào thẻ căn cước công dân thẻ căn cước công dân có giá trị sử dụng để cung cấp thông tin về công dân và tương đương việc xuất trình các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp có thông tin đã được in hoặc tích hợp trong thẻ nhằm giúp giảm giấy tờ cho công dân tạo thuận lợi trong thực hiện giao dịch dân sự thực hiện chuyển đổi số cải cách thủ tục hành chính các thông tin tích hợp gồm thẻ bảo hiểm y tế sổ bảo hiểm xã hội giấy phép lái xe văn bằng chứng chỉ giấy khai sinh giấy chứng nhận kết hôn về trình tự thủ tục cấp thẻ căn cước công dân bộ công an đã đề xuất sửa đổi bổ sung theo hướng quy định tách riêng trình tự thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho công dân dưới 14 tuổi và công dân từ đủ 14 tuổi trở lên để phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo luật. Theo đó với công dân là trẻ dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì thực hiện cấp thẻ căn cước công dân đồng thời khi đăng ký khai sinh trường hợp công dân là trẻ em đã khai sinh thì cha mẹ hoặc người giám hộ đến cơ quan quản lý căn cước và thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ em đặc biệt dự thảo bổ sung các quy định về căn cước công dân điện tử trong đó nêu rõ trình tự thủ tục thẩm quyền cấp tài khoản định danh điện tử sử dụng căn cước công dân điện tử để giải quyết để thực hiện các thủ tục hành chính dịch vụ hành chính công và giao dịch dân sự trên môi trường điện tử